Rồi, hello nha, chào mọi người nha, đã trở lại với video của Giang ngày hôm nay nha mọi người. Thì bữa nay thì Giang thực hiện cái video này là nó buổi tối nha mọi người, nên là cái cảnh nên nó hơi tối, mọi người xem video thông cảm nha. Đó, hôm nay Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người để làm cái món là tôm lăn bọt chiên giòn nha mọi người. Nhưng mà làm sao mà để mình pha được cái bọt đó nha mọi người, quan trọng là cái món chốt của đó nha. Rồi Giang mời mọi người cùng làm theo cái video của Giang, hướng dẫn của Giang nha mọi người. Rồi đây, thì trước hết rồi không để mất thời gian mọi người, thì Giang có chuẩn bị gồm có 25 tôm sú nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, tôm sú này mọi người thấy nó xấu xấu vậy chứ không phải đâu nha. Tại vì biết sao không, Giang là Giang bóc cái vỏ ra hết luôn rồi. Thường thường là bóc và chừa cái đuôi nha. Còn này là Giang làm Giang ăn luôn, nên là Giang bóc hết luôn. Này hồi sáng giờ bỏ trong tủ mát đó mọi người, bỏ trong tủ mát nên là cái hơi lạnh của nó làm cho con tôm mình nó héo lại, nhưng mà không phải đâu nha. Tôm sú này là tôm sú thiên nhiên nha mọi người, chứ không phải là tôm sú nuôi công nghiệp đâu nha. Tôm này dưới quê Giang đem lên đây á đó. Đó, tôm sú. Rồi kế tiếp đó là bột xù nha mọi người chuẩn bị cho Giang bột xù. Bột xù này nó có hai loại bán ngoài chợ hay tạp hóa gì đó, nó có loại màu vàng và có loại màu xanh vàng, nó loại nó pha như vậy nè mọi người đó. Thì tiếp nữa là một ít bột bột chiên giòn. Bột chiên giòn thì Giang làm thì Giang có khui ra rồi, Giang bỏ vô cái hũ này cho nó gọn nha mọi người. Còn cái vỏ thì Giang dục rồi, nhưng mà mọi người cứ ra chợ mua là cái bột chiên giòn được nha. Rồi là một cái trứng gà thôi nha. Đó, giờ mọi người cùng đi theo chân Giang làm ốp cái tôm này trước nha mọi người. Rồi đây, bỏ tôm vô cái thau này. Giờ mình ốp tiêu nè, bột ngọt với hạt nêm, với bột ngọt hạt nêm tiêu vô thôi. Rồi qua đây thì mình ốp là bột ngọt mọi người. Mọi người cho Giang một xíu thôi nha, đừng cho nhiều nha. Cái này cũng vậy nè, hạt nêm ai gì ngon một xíu thôi. Giang hướng dẫn cho mọi người nhiệt tình và chu đáo luôn nha. Rồi qua đây bỏ tiêu, cái tiêu. Nói chung anh chị nào mà thích ăn cay cay ấy, thì bỏ tiêu, rồi không thích ăn cay thì khỏi bỏ cũng được đó, không sao hết á. Rồi qua đây thôi, ở đây thì mình đập cái trứng gà này vô đây nhé mọi người. Rồi, trực tiếp luôn cho mọi người xem. Đó, ok. Một cái trứng gà thôi, không cần nhiều đâu. Rồi, trứng gà vô xong xuôi rồi. Nhớ là mọi người, cái này là mọi người không có cho nước nha. Đó. Nếu mà mọi người cho nước á, là mình khi nào mình đảo lên mình lăn cái bột á, là nó bị sẽ bị lỏng nha mọi người. Bị lỏng là mình sẽ lăn qua cái bột này, nó sẽ không không dính nha. Rồi mình chiên nó, tới khi mình chiên nó cũng bị rớt ra đó nha mọi người. Rồi, bột giòn, chiên giòn. Cái này là bột xù nha, còn cái này là bột chiên giòn nè. Bây giờ mọi người cho Giang 2 muỗng là được rồi. 2 muỗng này tương đương với nửa tầm lam nha mọi người. Rồi giờ mang qua tay mình trộn đều lên. Đó thì thường thường mọi người cứ pha cái bột này nè, tỷ lệ là một cái trứng gà 2 muỗng như vậy là được, khoảng nửa tầm ram bột chiên giòn một cái trứng gà đó. Rồi mọi người cứ trộn lên thôi, ok chưa, trộn đều lên. Tại vì mình mà làm cái món này mọi người thấy không, mọi người thấy không, khi mà mình làm cái món này là mình sử dụng bao tay á, là nó sẽ dính dữ lắm nè, nó dính vô cái bao tay nè. Để không cái mọi người cứ xem video mà cứ nói sao mà làm món ăn á, mới sao mà làm món ăn mà nó mình không đeo cái bao tay vô nó mắc vệ sinh. Nhưng mà thật sự làm cái nghề bếp này cũng tùy theo cái món nha mọi người, Giang nói thiệt luôn, tùy theo cái món mình phải mang bao tay nè. Mọi người thấy nó dính không, nó dính dữ lắm đó. Giờ Giang sẽ trộn lên vậy. Rồi giờ mình trộn nó lên cũng tỷ lệ cũng đều như vậy nè nha mọi người. Đó. Giờ mình chuẩn bị một cái dĩa mình để riêng qua đây. Đó. Còn cái thau bột thì mình để qua đây. Bây giờ mình sẽ không sử dụng bao tay nha mọi người, mình sẽ sử dụng cái tay này. Đó, mình ấy cái tôm này, mình lăn qua cái bột này. Giờ mình để lên cái dĩa này nha mọi người. Đó. Nó cái hình thức nó có lập trình như vậy nha. Mọi người nhớ trộn cái bột là nó phải keo keo vậy nha mọi người. Nó phải keo keo dẻo vậy nè. Đó, ok chưa? Rồi giờ mình lăn thôi. Thì thường thường á, là một cái tay ướt và một tay khô, nhưng mà cái này cái tay này đang cầm cái máy quay tiêu rồi, không ấy được, chơi một tay luôn giống như dừng quá vậy mọi người. Đó. Nghe chưa mọi người, ở nhà mà mình nhìn làm vậy là ok lắm á. Rồi giờ đây còn mấy con này với này là Giang sẽ để máy quay lăn cho mọi người xem nha mọi người. Đó nè, bỏ vô đây, tay này khô rồi mình trộn bột lên nha, nó vậy thôi. Quan trọng nhất là mọi người biết sao, cái cách pha bột. Đó, để Giang làm nhanh cho mọi người xem.
Mấy cái món này nhất là tại em mới thích lắm nha mọi người. Nên là anh chị nào ở nhà mình có trẻ con nhỏ, trẻ em nhỏ, mình thỉnh thoảng mình làm cái món này nè, mua tôm. Đó, mua tôm về mình lăn. Làm lăn bọc về cho nó ăn. Món này mình ăn chấm với tương ớt nha mọi người. Còn nếu mà con nít mà nó sợ cay thì mọi người cho nó chấm tương cà. Rồi. Ok chưa? Gấp chưa? À. Giờ sẽ tiến hành là mình sẽ chiên thôi nha mọi người. Nó nói chung là lăn về đây nha mọi người. Xong thành phẩm nha. Giờ Giang sẽ chiên thôi. Anh chị nào mà ở nhà mà mình mà sử dụng thì mình mua ra chợ mua cái bịch bột, mình mua bịch bột nhỏ thôi nha, đừng mua bịch lớn. Đó, xe nào ăn hết xong mình mua tiếp, đừng mua bịch lớn về mình để dành lâu ngày là nó bị cái bột nó bị hư nha. Rồi qua đây chiên thì ở nhà thì mình có sử dụng chảo nhỏ thì sử dụng chảo nhỏ thôi. Đổ cái lượng dầu vừa phải thôi. Anh chị nào ở nhà có mấy cái chảo chống dính á thì mình sử dụng cái lượng dầu vừa phải thôi mình chiên được rồi mọi người. Tại vì cái tôm này mình chiên nó cũng nhanh chín lắm. Rồi đây nha mọi người. Cái chiên vậy chứ nó cũng quan trọng lắm nha mọi người. Mọi người phải để cho cái dầu nó sôi, nó nóng lên tầm độ 40 độ á. Xong mình mới thả cái tôm vô. Mình mà thả cái cơm vô mà lúc dầu nguội là nó sẽ bị rã cái bột ra hết nha. Rồi. Đó ok, mình thả vô chiên lên. Rồi nó nóng, có độ nóng không mọi người, cái chiên lửa vừa vừa là được nha. Đó. Nhanh chín lắm mọi người, cái này món này nhanh chín. Ok. Vớt vô cái vợt này cho nó dễ. Rồi. Hấp dẫn không? Chiên cho nó, mọi người cứ canh cho nó cái màu vàng vàng là được. Màu cánh gián, vừa ngã màu cánh gián là được. Rồi khi nào gần được rồi mình tăng lửa lên cho cái dầu đừng có rút vô. Vậy thôi. Ngoài trời đang mưa nhé mọi người, nên nó hơi ồn. Mọi người xem nghe video thông cảm nha. Ok. Tắt lửa thôi, giờ mình đổ ra cái dĩa thôi cho nó qua chảo này, cho ráo dầu. Rồi, ok. Ok, ráo dầu cho ra diệt cái dĩa này nè. Món này ăn nha mọi người, chứ không phải là bán. Chất lượng không? Đây. Rồi, chúc tất cả các bạn thành công nha. Rồi, các chị em phụ nữ thành công nha. Mọi người nhớ xem like cho Giang Sinh và đăng ký kênh nha mọi người. Đó, giòn tan luôn. Rồi, xong thành phẩm rồi. Ăn thử miếng nha mọi người. Mời mọi người nha. Mọi người thấy còn bốc khói không? Rồi, ngon thiệt. Cái tôm đó, tôm của thiên nhiên á, thịt nó ngọt mà nó dai, nó giòn. Rồi, bye bye mọi người nha.